nhau, người thua hôn nhau. À. Người thua hôn nhau. Em là Quảng Yên, em nghe rồi. Thực sự thì nước suối rất là nhạt, nhưng mà nó tốt. Đang phản tâm. Khó hơn nữa. Như mấy cái mặt cơ. Hơi chóng mặt ha. Tôi phát hiện Ziki chen chen. Ziki loại luôn. Loại luôn. Mọi người ơi, đây là Nam Vương nha mọi người. Đây rất là lực lưỡng luôn nha mọi người. Đi đi mọi người. Vô ghế trời. Yeah. Hey. Một, hai, ba. Giờ ném về anh Duy không luôn. Ném anh Duy về tủ luôn mà. Sao ném sang bên này đi. Ném mạnh mẽ lên. Ủa? Tại sao? Hay lắm Duy ơi. Em phải thẳng cánh tay ra rồi em hút ngược tay lên thôi. Trời ơi, em mạnh tay lên em ơi. Cao lên em ơi, đúng rồi. anh Tony ơi, ý trời rồi. Ý trời. Ý trời. Ủa sao con kia không vậy em? Giữa, xíu lại đi bên kia. Các anh cố gắng đừng giật mất nha. Rồi, nghe rồi. Ôi. Linh động rồi, không linh động nữa. Đây là đợt ném cuối cùng. Đợt ném cuối cùng à? Dạ xong rồi. Em canh hay dữ vậy. Cái cuối cùng là em ném vào đầu anh luôn. Rất tuyệt vời. Như là game này sinh ra là dành cho Duy. Chứ không gì nữa. Là Duy là tay dài với. Không, ý trời rồi. Ý trời. Không phải đâu, em có thể ném sang bên này luôn. Đúng rồi, thật sự là ném ở bên này không à. Ý trời. Anh cũng cố gắng, anh hứng lắm luôn á. Nhưng mà không hiểu sao đó, do anh nhanh, anh tên dài, anh vớt được chứ bộ. Bây giờ mình đếm số bông trong rổ đi. Khỏi đếm luôn có tiền. Em nhìn qua ba rổ là biết được ai nhiều nhất rồi. Anh bán đắt. Thôi giờ đếm đi nè. Em đếm đi. Dạ. Dạ em đếm nha. Đếm thôi. May vừa nãy một gớt vớt lại được một tí. 4, 5, 6, 7. Số 7. Thôi mình khỏi đếm luôn đi. Anh cố tình á. Nhưng mà sao Tú 10 mà cả. Tú là 2 bông. Anh đã rất cố gắng. Anh Jay Kee là 3 bông. Không, 2 bông, bông này bị héo không tính nè. Dạ không, vẫn là 3 bông. À. Ừ. Rồi. Ok. Bông này bông em cướp được bên đây nè. Trời ơi. Bây giờ này nè. Bây giờ em sẽ nói ra hình phạt trước. Hình phạt cho người thua đó chính là hôn người thắng. Cái đó giống hình phạt cho người thắng quá. Không à, không từ đâu em. Người thua hôn người thắng, tức là ba anh em mình đấy. Hôn nhau đấy. Bây giờ đầu tiên là hai người thua đi. Giờ hai người thua hôn nhau trước đi. Hả? Anh ơi, bên này một phe thật rồi. Bây giờ là mình chia cặp hung hay sao? Đúng không? Đúng không? Ý em muốn vậy đúng không? Em muốn người thua hôn nhau. Người thua hôn nhau. Người thua hôn nhau. Còn người thắng được gì? Người thắng thì hôn em. Thì đó, để đó em lo. Người thắng là để đó em lo. Quan trọng là cái câu đấy nha. Có hai đứa hôn nhanh rồi về chỗ nè. Nhường lại sân khấu cho hai người ấy. Làm đi Tú, hôn đâu cũng được em. Quy định không? Quy định hôn đâu không? Anh định làm thật ạ?
Hôn ngay má cơ, hôn ngay má cơ. Má bằng tay. Không, tay được rồi em à, tại vì em không nói má từ đầu. Đúng rồi. Mọi người đồng ý thì mình khích lệ cho hai bạn thua nè, tội quá. Giải cứu, giải cứu. Rồi. Trời thơm á. Đó. Dạ thôi, cảm ơn hai anh, mời hai anh về. Rồi, cảm ơn em. À, bây giờ anh hiểu mục đích rồi. Cái kia. Phải ngang xong hai đứa mình tựa lưng vào nhau ấy. Trời, thơm mộng dữ. Ừ. Chị trời đấy. Làm cái gì nhỉ? Anh ơi. Anh ơi cho nhạc Titanic anh ơi. Anh cho em cái nhạc gì đó cũng sâu hơn nữa tí. Xong anh quay lại ôm em từ phía sau nhé. Thơm mộng hơn này ạ. Thật ra là anh ra về hai đứa. Nhạc này là nhạc ra về luôn á. Ừ, nhạc là... Vô đi. Đừng ủn một cười thật. Thật ra là nóng lắm rồi. Quay từ hôm đến giờ ấy. Bớt đi ông ơi. Ngồi cạnh nhau ấy. Tỏ tình đi. Nói gì đi chứ, tỏ tình cái kiểu gì mà. Vội thế. Thôi bây giờ yêu đi, về nhà bao việc. Yêu luôn đi, về nhà bao việc. Dắt tay em về đi anh. Ơ quên. Như nào nhỉ? Đi về rồi. Ok. Vô. Hạ xuống, kéo cao lên. Xoay lại, chỉ anh như túi thôi. Kéo cẳng. Ủa, sao anh kéo? Rồi. Từ từ nha đi em. Rồi, từ từ, không sao. Hạ xuống, rồi từ từ. Đừng căng. Hai người để sát, anh với Tuấn làm thôi. Ok, kéo căng ra. Kéo ra. Rồi, từ từ. Qua đây, lấy cái này. Rồi, thu vô. Cái này thu vô. Rồi, ok. Rồi, thu vô, đưa đây anh với Tuấn thôi. Rồi. Rồi, bên kia nhanh quá kìa. Rồi, từ từ nha, giữ im. Hai người giữ im. Để vào. Tú hạ xuống, hai người hạ xuống. Hai người này hạ xuống. Rồi, từ từ, kéo căng ra, từ từ. Kéo thật căng mạnh lên, kéo mạnh lên. Đừng. Rồi, qua đây. Rồi. Từ từ nha, anh coi nha. Cẩn thận, rồi thu sát vô. Rồi, để im. Thả lỏng hết. Đây, hai người là người căng á. Hai người, đưa đây, xin qua đây. Move, qua đây, rồi. Từ từ nha. Từ thôi kệ người ta. Hạ xuống, hạ chậm xuống, từ khoan nè, hai này chưa cân nè. Tài lên. Rồi hạ xuống, đều xuống, hai người hạ xuống trước. Sao anh ơi, 30 chứ không phải là tết. Hạ xuống. Rồi, giữ im. Khoan. Anh như tôi kéo trước, 1, 2, 3. Căng lên. Ngôn ngữ cơ thể ấy, mình sẽ hướng dẫn cô ấy. Ví dụ là mình đẩy đằng trước một tí thì cô ấy biết là cô ấy phải lùi. Ok. Và bắt đầu cái basic là chân trái lùi. À, để chân đúng không? Ok. Rộng. Rồi. Ok, đấy dễ thôi. Và xong là bây giờ lùi với chân phải trước. 1, 2, 3, 4. Đấy là nhảy xa xa rồi mọi người ạ. Xin mời các em, các chị. Bây giờ mình tiến lên với chân trái. 1, lùi. 2, anh lùi. 3, anh ấy trên đấy. 2, 3. Rồi. Ok. Bây giờ mình làm cả hai bước một lượt nhé. 1. Luyện tập. Cái điều đó hình như không phải sanh ra đâu hả? Bây giờ anh nắm tay, mình thử nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, mọi người một tràng vỗ tay lớn được không ạ? Nhẹ đẹp nhất. 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 Nhẹ đẹp nhất.
Anh biết không, nãy giờ á, Ngân cũng đứng ở trên sân khấu đó với biết bao cái chàng đẹp trai đổ dồn về mình. Đẹp trai á? Ai ạ?